Ông sửa sứ hỏng rồi đấy. Gì? Sửa sứ hỏng rồi đấy. Sứ gì? Sứ đen rồi này. Hỏng rồi. Nó không nóng nữa, để lâu. Chắc là nó bị cháy bên trong rồi. Chứ sửa sứ này đẹp nhất mẹ luôn. Đúng nha. Đau chân quá, sao mà đập chân một cái kính nhá. Để đéo ai quay. Rồi đâu em nâng rồi. Không nó bị mắc cái bì ấy, phải nhưng lên. Đéo nhất vẫn được chứ. Chân. Nó mắc cái bì rồi. Để em kinh lên nhé. Mày lại đi, mày lại cái gốc pro đi. Mày ngửa ra đi. Chưa thân sợ. Đấy, để anh kéo, để anh đẩy lên. Không, anh phải đẩy cùng em ấy. Đấy. Anh xuống luôn được không? Được. Em phải bắn tôi xuống luôn đi. Mày có nhảy lên luôn à, đang đi tầng máy các bạn ơi. Đi tầng máy. Chạy nhanh lên. Đang đi tầng máy các bạn ạ. Kẹp. Không, không. Tính toán rồi. Bây giờ ra như nào? How to ra? Mày ơi. Mày 70, 60 các bạn ạ. Đấy là cái số là vừa đấy. Mình vẽ cái này. Đây ví dụ như là mang cái này ra mà bị đập vào cái đây. Là đéo có tên đơn. Thì các bạn ơi, đây là cái bể tôi vừa mới được cho xong. Hôm trước thì tôi vừa đi party cùng với cả anh em hip hop ở trong Bắc Ninh. Thì thằng em đấy nó đi du học về, là nó cũng bảo là có cái bể kính này, có lấy không thì nó cho nó tăng, vì nó cũng đi học nó cũng không lấy gì cả. Thì bể bao nhiêu thì nó bảo 70 cubic 70 luôn đấy. Thì tôi tính là lấy cái bể này về cho con cá sấu. Thì bể này khá là to và để con cá sấu 8x thì khá là tuyệt vời. Ví dụ để mực nước tầng này xong rồi đá lên đây một tí rồi sửa cái kiểu cá sấu không bò ra được. Nhưng mà tôi không thể ngờ là cái bể nó lại setup như thế này, nó đẹp như thế này. Vừa lấy bê lên chết mẹ nặng luôn rồi. Bê lâu vết cái đáy mà hơi va đập một tí, nó hơi bị nứt một tí, nó biết nước có chảy ra không. Nhưng mà có thì chắc là tôi sẽ chám silicone lại để nuôi cá sấu về sau này. Nhưng mà khả năng là tôi cũng chưa biết là làm cái kiểu đá hay là cái gì đấy để cá sấu nó trèo lên bờ nó sửa ấy, làm kiểu gì. Cho nên là bây giờ đợt này tôi cũng hơi bận vì cuối năm rồi, lịch cưới, phóng sự cưới với cả đi chụp concept lúc có kiểu khá là nhiều. Nên là tôi sẽ để tạm đây. Và đến hồi sau, thằng ấy nó lại tặng cho tôi một con baby. Đây đây con, không ra các bạn ơi. Nó bảo là con này nó nuôi được 4 năm rồi. Và đợt vừa rồi đi du học các thứ thì mẹ nó ở nhà không cho ăn được, không chăm được. Nên là nó tặng tôi luôn. Con này không tật lỗ cho luôn, màu vàng cam khá là đẹp. Nên là nó có cát nó hơi bẩn thôi, còn màu khá là đẹp. Thế nhưng tôi nhìn thấy thì khả năng con này là cái, nên là tôi sẽ để chung với cả ui, khổ cầm màu cam này đẹp vãi. Và nuôi 4 năm rồi nhưng mà nó kiểu như là không cho đúng đều đặn các thứ. Trong mấy năm đầu tiên nó ở nhà nó chăm thì nó lớn khá là nhanh, nhưng mà đợt này nó đi nó bận quá, nó không cho ăn, không chăm chút gì, nên là nó bé. Con này chắc được tầm 3x chứ mấy. Ui, cũng là 4x được à? 4x còn bé nhỉ. Thì đây tôi con này không tật lỗ cho luôn các bạn ạ, mà màu khá là đẹp. Thế sau thế là lại được tặng thêm một con BD nữa, thế là nhà có hai igu, có hai BD luôn, giống kỳ đà, hai con kỳ đà luôn, một cái số là đúng chăn rắn cái kiểu nhiều vãi. Hôm nay đúng là hôm nay là mùng 1 luôn đấy các bạn ạ, mùng 1 âm ấy, là ngày bao nhiêu dương, ngày 25 hay 26 dương gì đấy. Không biết bao giờ tôi mới lên được đăng được cái clip này. Nhưng mà vừa được tặng con này, tức là tôi chỉ định lấy cái bể thôi để lấy về con cá sấu. Nên là nó tặng này luôn cho tôi và nó tặng luôn cho tôi cả con này luôn để về chăm sóc cho con này. Và bể này thì chắc là tới lúc nào rảnh tôi sẽ có thời gian tôi làm đấy. Nó còn tặng luôn cả 3 kẹp đèn và 2 UVB. Đây,
một USB này với cả một USB này nữa, và cái sợi dây của nó hỏng rồi. Tôi vừa mới lắp một cái sợi này cho bọn BD, tôi thả hai con BD vào luôn cùng một chỗ. Bể này rộng rãi cho BD thích hợp quá, nhưng mà tôi tính dùng bể này cho cá sấu cơ, nên là sau tôi đã chuyển BD ra bể khác, bể 1m2 bể nước đợt trước ấy. Nhưng mà bây giờ đang bể cạn nên tôi sẽ để vào bên này bể đấy, bể sang 1m2 và rộng 40 hay là 50 gì đấy, 40 thì phải, thì cũng vừa cho hai BD này. Nếu mà để người 1m2 bể này sẽ để cho con cá sấu, nhưng mà khả năng là lần tới sẽ ra một clip riêng để xét bể cá sấu bằng cái này đó. Ngoài đi, ôi nó gấp đầu này. Sợ, tôi sẽ cho các bạn xem hai con BD nó gặp nhau nó như thế nào. Bể này quá to, setup cũng khá ổn các bạn ạ. Đấy, con bên trái này là con cũ của tôi này, con cột đuôi này, cột đuôi cột chân. Con bên phải này là con vừa được cho. Ui, các bạn nhìn thấy cái dâu của nó giờ dâu rõ vãi. Sợ, đẹp vãi. Nó gật đầu này, đỉnh vãi. Oh my god, wow. Nó là nó lạnh lâu rồi, nó không có đèn sửa, cho nên là nó không đủ con nhiệt để mà nó ăn uống bình thường được. Đó, đây là hai con. Đây, tôi sẽ cho bọn này xuống đây. Đây. Nó gật đầu này. Ăn từ tốn vãi. Chắc là con cái thật à? Trông đít cũng giống con cái lắm. Tôi cũng không giỏi xem sách của bạn gấu ốc này. À, chết rồi, ngu này. Đuổi theo. Đấy, tôi thấy là đấy, như tôi đã nói trong clip về giống gốc, thì con bọn giống gốc này chính là bọn bò sát đáng nuôi nhất mọi thời đại các bạn ạ. Bởi vì kích thước của nó vừa phải, và nó con này nó khá là hiền lành, không cắn. Và một điều nữa là các bạn thả ra nhà nó chỉ nằm yên một chỗ thôi, nó rất là ngoan luôn đấy. Và đôi khi là nó còn diệt côn trùng ở trong nhà mình. Ăn đi. Ở trước tôi gặp một con dết bé bé bò ở trong nhà, thế là tôi thả luôn con giống gốc của tôi ra, nó xử luôn con dết luôn, mà mình không cần phải động tay vào con dết đấy luôn. Con này lên màu cam khá là đẹp các bạn ơi. Không biết con này móp tên là gì nhỉ? Bởi vì tôi không dành về BD lắm, chắc là tôi sẽ đi hỏi thằng em tôi, nó cũng khá là dành về BD, tôi sẽ hỏi nó xem con này là móp gì. Con này tên tiếng Anh là Bearded Dragon, bởi vì là nó khi mà nó kiểu như đòi giao phối hoặc là nó đe dọa kẻ thù thì nó sẽ phồng cái cổ lên trông như là bộ râu vậy. Bộ râu quai nón ấy, Beard là râu quai nón ấy. Đỉnh vãi luôn. Đấy, con này về nhà tôi bắt đầu được ăn này. Ở kia thì nó không ăn được gì bởi vì nó không có nhiệt để mà nó sưởi, cho nên nó cũng không ăn được cái gì cả. Đây, tôi đóng nhiệt cho thì ăn vãi đái ăn luôn. Ăn được không? Chết rồi. Trông nắng yêu hết sức, màu khá là đẹp. Đây, bây giờ cho nó ăn xong rồi tôi sẽ tắm cho nó để cho nó lên màu đúng của nó, rồi tôi sẽ thả vào trong bể để chơi cùng với con đực là chồng của nó. Đấy, mẹ tao vừa mới cưới vợ cho mày nha con kia nhá. Sướng chưa? Xinh thế này. Đây, cho nó qua đây để nó tắm. Đấy, nó phồng hết người ra này. Nó dẹt hết người ra, buồn cười vãi. Này, nó mua toàn bộ cát sa mạc luôn mà. Lót cát sa mạc đầy bể đấy luôn mà, đỉnh vãi. Đấy, lên màu cam khá là đẹp này các bạn này. Cho ngoài này mới nhìn thấy là màu cam nó đẹp như vậy. Ngược sáng đấy, cái gì vậy? Này, khả năng lâu không được tắm với cả nước này. Các bạn này cần uống nước khá là ít. Nó lấy nước ở trong thức ăn, trong rau với cả ăn trong côn trùng. Nhưng mà đợt vừa xong nó không ăn được ăn nhiều, nó nằm ngủ đông. Không có đủ ánh sáng nữa, cho nên là nó không có đủ nhiệt để nó sưởi ấy. Nó cũng hơi teo tóp đi. Và đây tôi sẽ chăm cho nó.
Đấy, con này là con cái thì tôi có thể để chung được với cả con BD đực to kia. Trước kia thằng kia nó gửi tôi ba con đực, một con thì bé hơn hẳn, để chung thì bị cắn chết mẹ mất. Cho nên là tôi phải gửi tặng người khác. Ui, gai góc đẹp nhỉ. Ui, gai góc quá dã man luôn các bạn ạ. Đây, cho các bạn xem về cái độ đẹp của nó. Thấy màu lên đẹp chưa? Màu cam này, đỏ cam, đẹp vãi. Đây tôi sẽ thả trong bể của nó nhé. Là to, rộng rãi, thoáng mát, thích hợp. Khá là vừa. Để khá là to, rộng rãi, thoáng mát, khá là vừa luôn. Đây, vợ mày đây. Trời ơi, trông xinh vãi, các bạn ơi. Đấy, 770 luôn. Đẹp phết. Quay mặt con BD được phải ra. Cho các bạn xem. Đấy, nó gật đầu này. Ê, trông ngầu đét luôn. Bố mày có vợ rồi đấy. Thế nó có phối không nhỉ? Đấy là mùa nào phối nhỉ? Để tôi phải tìm hiểu lại. Ui, bẻ quá, rộng rãi, thoáng mát, đẹp đẽ. UVB này, UVA này, đèn sửa đêm này. Đó. Sửa đêm là trời tối mới bật. Ok các bạn ơi, hôm nay tôi vừa cho các bạn xem là tôi vừa mới được đi đổi con sọc khoanh, lấy một con sọc khoanh, lấy con Sococha Blue Iceland Baboon, Sococha Iceland Blue Baboon Tantula, khá là đẹp. Và cũng vừa được tặng một cái bể nữa, và kèm theo là một con BD cái luôn, thích vãi. Ok, bây giờ để cho bọn nó nghỉ ngơi nhá, và tôi cũng chuẩn bị ăn đây. Làm chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Đợt sau tôi làm lấy cái bể đấy lại, làm bể cá sấu thì tôi sẽ quay lại cho mọi người xem nhá. Ok, tạm biệt.